Colors buys the new car. Mua một chiếc xe mới đúng không? Thì chúng ta hãy dùng body language mình thể hiện nó ra bằng hành động. Vì sao? Cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta ghi nhớ được ít nhất là 5 lần nhanh hơn so với bình thường. Bây giờ, let's start with the topic today. How to master 50 words a day, 50 new words, 50 từ một ngày. Thực tế là mình cũng không cần phải đến 50 từ một ngày đâu. Tuy nhiên, nếu như bạn nào muốn biết cái phương pháp để mình có thể học nhiều từ mà mình lại nhớ được lâu và nhớ được sâu thì cái video này là exactly for you, là dành cho các bạn. Đó, cho nên chúng ta hãy chuẩn bị nào, một quyển sổ và a notebook and a pen. Where's my pen? Ok, the pen. Đó, và chúng ta sẽ cùng nghe và ghi chép lại nha. Rồi, cái sai lầm đầu tiên của mọi người khi mà học về từ vựng đó là luôn luôn nghĩ là mình học 5 từ một ngày, 10 từ một ngày, 20 từ một ngày và mình chỉ có học mỗi từ không thôi. Vậy thì cái mistake, cái lỗi sai của chúng ta đó là chúng ta nghĩ là học từ vựng là chỉ học mỗi một cái từ vựng đấy thôi, học một từ một lúc. Nhưng thực tế là các bạn kể cả như thế, các bạn một ngày các bạn có nhớ được 20 từ vựng thì các bạn cũng không nói được đâu. Ok, vì sao lại như vậy? Bởi vì ví dụ như các bạn, đây là một cái ví dụ mà rất là hay, cô hay lấy ví dụ. Các bạn biết cái từ kite nghĩa là gì không ạ? Kite là con diều, đúng không? Con diều. Ok. Vậy thì các bạn cứ cho là một ngày mình học 20 từ, trong đó có cái từ kite này. Vậy bây giờ các bạn, nếu như vào một cái trường hợp mình muốn nói là tôi vừa mới mua một con diều và tôi thích thả diều, thì nói thế nào? Thả diều ạ? Thả diều là cái gì nhỉ? Thả diều. Ồ, không hiểu cái từ thả là cái gì. Đó, thế là chúng ta cũng tịt luôn, chả biết là, cũng chẳng đặt được câu mặc dù mình biết là cái từ kite này. Đó, cho nên nếu như chúng ta một ngày học 20 từ bằng cách liệt kê kite 2 chấm con rồi con diều, Miss Trang 2 chấm cô giáo xinh đẹp và tài năng nhất vũ trụ, cô giáo xinh đẹp và tài năng nhất vũ trụ đấy, hay là Obama 2 chấm tổng thống Mỹ, được không? Thì các bạn sẽ có thể nhớ được từ nhưng cũng chẳng bao giờ dùng nó. Ok, cho nên cái bí kíp số 1 ở đây cô phải nhấn mạnh rất kỹ, đó là khi chúng ta học từ vựng ấy, tốt nhất là chúng ta nên học theo cụ hoặc là học trong câu. Có nghĩa là cái từ kite này các bạn lấy từ trong câu nào ra thì chúng ta lấy ví dụ là cái câu đấy luôn. Ví dụ cái cụm là thả diều đúng không? Là fly the kite. Đấy. Fly là bay đúng không? Và động từ của nó cũng nghĩa là thả. I like to fly a kite. Đó, tôi thích thả diều. Hoặc là I bought a kite, tôi đã mua một cái diều. Và I like to fly the kite, và tôi thích thả cái diều đó. Đó, thì đấy là cái cách mà chúng ta có thể nói được với cái từ vựng mà chúng ta học. Chứ còn học xong mà không dùng được thì coi như là chưa học, đúng không? Ok, đấy là cái số 1 là học theo cụ. Học theo cụ hoặc là học theo câu. Đó, cho nên khi học một từ luôn luôn phải có cụ hoặc là câu bên cạnh nó. Cái thứ hai nó sẽ giúp cho các bạn học được rất nhiều từ này, 50 từ hoặc thậm chí có thể nhiều hơn nữa này. Cái thứ hai đó là cái cách mà cô rất là thường xuyên dùng, đấy là không phải là chỉ học theo cụ, không chỉ là học theo câu, mà cái cấp độ nó còn nâng lên một tầm cao mới, đó là học trong một bài đọc luôn. Trong một bài đọc luôn. Đó. Và trong một bài đọc, nếu như bài đọc đấy dễ thì các bạn có thể học được 5-10 từ mới. Nếu bài đọc đấy nó trình độ cao hơn một chút xíu, các bạn có thể học được 20-30 thậm chí là 50 từ mới trong một bài đọc. Ok? Đó. Và đây là cái cách mà chúng ta học rất là nhiều hồi cấp 3 nhưng các bạn không để ý đến cái hiệu quả của nó. Nó rất là đáng tiếc. Vì sao mình học trong một bài đọc nó thậm chí còn hiệu quả hơn cả một câu? Và bài đọc này nếu như nó là một story, một câu chuyện, thì hiệu quả của nó còn
cao hơn nữa, là cao nhất luôn. Ok, vì sao lại như vậy? Bởi vì ấy, não bộ của con người nó rất thích câu chuyện đó. Nếu như cô kể cho các bạn câu chuyện từ ngày xưa cô đã kiểu ngu tiếng Anh như thế nào, và đến bây giờ cô có thể giao tiếp được rất là trôi chảy với người nước ngoài như thế nào, hay cô có thể đi phiên dịch cho những diễn giả nước ngoài đứng trên sân khấu hàng nghìn người như thế nào, thì các bạn rất là thích nghe, đúng không? Đó, vậy thì não của con người rất thích học qua các bài đọc và các câu chuyện. Cho nên khi học qua một bài đọc ấy, nó có các câu, đúng không? Và các câu nội dung này nó sẽ liên quan đến nhau. Đấy, thì đọc một câu, các bạn sẽ nhớ được cái tình huống ở trong đó. Ví dụ như các bạn kể là có một cái bài rất là nổi tiếng là bài A Kiss, đúng không? A Kiss trong bộ Effortless English. Đấy, thì bài A Kiss sẽ kể là gì? Carlos buys a new car. Đó, Carlos mua một chiếc xe mới, đúng không? It's a very expensive car. Nó là một chiếc xe rất là đắt tiền. Rồi, it's a huge blue and fast car. Nó là một chiếc xe to, cực kỳ to, màu xanh và chạy rất là nhanh. Ok, đó, thì đấy là ba câu, đúng không? Nhưng mà ba câu đấy nó có liên quan đến nhau và nó là một câu chuyện. Đấy, và giả sử trong cái câu chuyện đấy có những cái từ mới thì các bạn sẽ học rất 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 là nhanh. Ok, rồi. Vậy thì và các bạn nhớ câu chuyện sẽ dễ hơn là nhớ những cái câu nó lẻ tẻ, nó chả liên quan gì đến nhau. Và cái cách mà các bạn có thể tìm được câu chuyện thì các bạn có thể nha. Cái trang mà các bạn có thể dùng để tìm này, đây là Listen a minute.com. Đó, cái trang Listen a minute.com. Đó, ở đây nó sẽ có rất nhiều những câu chuyện, rất nhiều những cái đoạn gọi là passage, những cái đoạn văn ngắn để cho các bạn về nhiều chủ đề khác nhau để các bạn đọc nó. Và nó có nhiều cả bài tập này, có cả bài nghe này, có cả bài điện từ các thứ để cho các bạn luyện các từ vựng ở trong này, cực kỳ hay. Ok, listenaminute.com. Mỗi ngày các bạn có thể đọc một bài, hai bài ở trong này, và mình học từ vựng thông qua tình huống và thông qua bài đọc và thông qua câu chuyện, thì đảm bảo 100% là cái khả năng ghi nhớ của các bạn nó sẽ tăng lên ít nhất là 5 cho đến 10 lần. Còn nếu như các bạn gọi là lấy một số cái từ đơn lẻ ra học, ví dụ như là từ gì nhỉ? Ví dụ từ rent, hai chấm thuê, đúng không? Xong rồi từ lend, hai chấm cho mượn, xong từ borrow, hai chấm mượn, đi mượn người khác. Học như thế thì đảm bảo là sau khoảng 5-10 phút phát là mình quên sạch luôn, chả nhớ cái gì cả. Bởi vì nó không có cái tình huống gì cả, nó chả có liên kết với cái gì cả, cho nên mình không nhớ được. Ok, đó, đây là một trang này, Listen a Minute. Có một cái trang nữa cho những bạn có trình độ cao hơn một chút xíu, đấy là cái trang Moral Stories. Không biết là .com hay .org, quên xin lỗi. Đây, .org. Đấy, moralstories.org. Đó, thì cái trang như thế này nó cũng có những câu chuyện về đạo đức rất hay. Nó giống như kiểu các câu chuyện đạo đức mình học từ cấp 1 ấy. Đấy, nó kể chuyện những cái câu chuyện gần gần giống như kiểu là con quạ và cái bình này, rồi thì dê đen dê trắng này, nhưng mà bằng tiếng Anh. Đấy, thì các bạn học thông qua đây, các bạn sẽ học được rất nhiều từ vựng mà nó lại là rất là hay và rất là truyền cảm hứng mà cho chúng ta những cái bài học về đạo đức và mình ứng dụng được rất nhiều trong cuộc sống. Ok, đó, thì đây là một vài cái gợi ý của cô cho về những cái trang web mà về các bài đọc mà các bạn có thể dùng để học từ vựng ở trong này. Đấy, và các bạn hoàn toàn có thể là chép lại cái bài đó xuống đâu đó đấy để mình học. Rồi, có bạn nói là mình không biết đọc cái từ đấy như thế nào, và mình không biết
không nhớ và đọc nó bị sai đúng không? Ok, rồi thì cái vấn đề đấy ấy, chúng ta chỉ có thể giải quyết được bằng cách là các bạn đọc, các bạn học về phát âm thôi. Chúng ta học phát âm trước và sau đó mình học từ vựng thì mình sẽ phát âm được cái từ đấy nó chuẩn. Còn nếu không, mình chưa bao giờ học phát âm và mình cũng không biết là phát âm từ đấy như thế nào thì thực sự là rất là khó. Các bạn có thể dùng một cách, đấy là chúng ta tra nghĩa của từ đấy trên điện thoại hoặc là trên phần mềm, trên Facebook phần mềm Dictionary là phần mềm từ điển đúng không? Và chúng ta bấm vào cái nút loa ấy, và chúng ta nghe người ta phát âm như thế nào. Đấy, nhưng nếu như bạn chưa bao giờ học về phát âm thì hoặc là học nó không bài bản và mình không nắm rõ về phát âm thì các bạn có nghe đi nữa các bạn bắt chước nó vẫn sai. Bởi vì là tự mình nghe đúng không? Tự mình bắt chước. Và mình không có cái gì đấy để so sánh là đúng hay là sai thì nó vẫn không có hiệu quả cao. Ok, đó là do vì sao mà cô mở cái khóa về phát âm là cái khóa đầu tiên để cho chúng ta có thể là chỉnh được cái phát âm của mình và mình biết là đọc như nào là đúng và mình biết tra từ điển và mình có thể đọc được tất cả các từ trong từ điển. Ok, đó là level 1. Còn level 2 của chúng ta thì luyện cách đặt câu, luyện cách để sắp xếp các cái từ vựng mà chúng ta học được vào câu như thế nào và nói ra nó có phản xạ như thế nào và mình tự tin với cái câu mà mình nói được, nói ra, chứ không phải là nói ra một câu xong không biết là Tây nó có hiểu gì không, hay là nói ra một câu xong mình sợ người khác nhìn mình cười khẩy chẳng biết gì. Ok, đó thì khi mà mình học cái level 2 này thì các bạn sẽ tự tin đặt được một câu chuẩn và có thể nói nó ra một có phản xạ, và mình học theo các cái chủ đề giao tiếp để các bạn có thể giao tiếp được thông dụng. Ok, và các bạn đừng coi thường cái bí kíp số 1, số 2, có nghĩa là học theo câu chuyện ấy, bởi vì đó là một cái mà không phải ai cũng biết đâu, không nhiều người biết, rất ít người biết và rất ít người có gọi là có cái sự kiên trì để chúng ta học theo cái phương pháp đó. Mình đã từng kể câu chuyện này rồi, đó là mình có một học viên thì thực ra là bạn đấy ứng tuyển vào vị trí là trợ giảng, nhưng mà bạn vẫn muốn học hỏi từ cô và từ Idolo rất là nhiều, cho nên bạn ấy tham dự một số các cái khóa học free, một số buổi học free để học thêm về các phương pháp. Thì bạn ấy có chia sẻ một cái phương pháp bạn học từ vựng mà mình thấy rất là hay và mình thường xuyên áp dụng cái phương pháp đấy luôn. Cái phương pháp của bạn ấy đó là gì? Các bạn ấy tìm một cái bài đọc, nhưng nó không phải trên trang này mà nó ở trên Vietnamnet hoặc là rất là nhiều các trang báo mạng của Việt Nam, chúng ta có thể chỉnh sửa sang chế độ gọi là tiếng Anh đấy, và bạn ấy không đọc tiếng Việt mà chọn một cái bài báo mà bạn yêu thích và bật nó ở chế độ tiếng Anh và tất cả nó chuyển thành tiếng Anh hết. Và bạn ấy chọn một bài, buổi sáng bạn ấy đọc cái bài đấy và gạch chân những từ mới, và có từ mới nào bạn ấy tra cái từ mới đấy, nhưng không cần cố gắng để ghi nhớ từ vựng đó mà chỉ cần là tra và hiểu được cái bài đó, được cái câu đó, được cái từ đó rồi, và hiểu xong rồi đến câu tiếp theo và cứ tiếp thế đến cả bài. Một cái bài báo của nó thì có thể nhiều tới khoảng 20 thậm chí là 30 từ mới đó, và buổi sáng bạn ấy học như thế, đến buổi trưa bạn ấy lại review, lại đọc lại cái bài đó một lần nữa đó, và đến buổi và cái quá trình nó lại lặp lại như thế. Có những cái từ buổi sáng là mình search, mình tìm rồi nhưng mình không nhớ, thế là mình lại tra lại, có từ nào mới lại tra lại, lại cũng không cần phải cố gắng nhớ quá, chỉ cần đủ để hiểu được cái đoạn này thôi đó. Và đến buổi tối bạn ấy lại đọc lại một lần nữa, đọc lại ở lại vấp lại quên mất cái từ này, lại tra lại một lần nữa đó, và đến đêm trước khi đi ngủ lại đọc lại một lần nữa, lại tra lại một lần nữa đó. Và nếu như cái bài nào mà khó, có nhiều từ mới mà vẫn chưa nhớ được hết thì hôm sau lại đọc lại y như vậy. Và cái điều đó nó không chỉ giúp cho phần vocabulary là phần từ vựng, mà nó còn giúp cho bạn ấy có cái phần structures là những cái cấu trúc và những cái câu diễn đạt thông dụng cực kỳ chắc, và biết rất là nhiều những cái câu, những cái cụm từ, những cái cách diễn đạt tự nhiên mà người nước ngoài người ta hay nói. Và các bạn đã bao giờ nghĩ là mình sẽ sáng tạo ra một cái phương pháp học của riêng mình không?
Have you ever thought of that? Are you always, you're always looking for the method, but others' method, not yours? Các bạn đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Hay là luôn luôn nghĩ đến việc là mình phải đi tìm phương pháp đấy của người khác mà không phải của mình? Ok, nếu như bạn đã từng nghĩ đến việc là mình nghĩ ra phương pháp của mình thì các bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó. Bởi vì là cô từ ngày xưa khi mà cô bị dồn vào chân tường ấy, thế là cô có thể tự nghĩ ra một cái phương pháp cho bản thân mình. Thì lý do nào để chúng ta nghĩ ra được cái phương pháp đấy thì nó sẽ dựa trên một cái nguyên lý như sau. Đó là mỗi người sẽ có một cách học khác nhau và có thể là các bạn tham khảo rất nhiều những phương pháp ở trên mạng. Cô có thể chỉ cho các bạn rất là nhiều phương pháp, nhưng nếu như thứ nhất là các bạn không chăm chỉ để áp dụng những phương pháp đấy, và cái thứ hai là nó mình không thích nó thì nó rất là khó. Cho nên ấy, nguyên lý là như này: con người của chúng ta tiếp nhận thông tin qua các giác quan. Số 1 đó là eyes, mắt nhìn, đúng không? Số 2 là ears, tai nghe, đúng không? Và cái thứ ba là gì? Trải nghiệm và cảm nhận cảm xúc. Ok, đó đấy là ba cái giác quan chủ yếu để chúng ta tiếp nhận thông tin, và cả học từ vựng chúng ta cũng tiếp nhận qua ba cái này luôn. Ngày xưa khi chúng ta còn bé, chúng ta học tiếng Việt đấy, đấy chúng ta nhìn thấy cái cốc. Ok, rồi chúng ta nhìn thấy cái điện thoại. Chúng ta làm gì nữa? Chúng ta nghe thì tiếng nó kêu. Chúng ta nghe thấy tiếng những người ở bên kia đầu dây. Đấy, và chúng ta sờ, chúng ta cảm nhận, chúng ta ném bên này, ném bên kia. Đó, và chúng ta học được từ vựng đó là điện thoại. Đó, thì chúng ta không phải ngày bé chúng ta không học theo kiểu là con, từ này là từ điện thoại, đây từ này nó viết là điện, đấy em đi làm điện nha, thôi ói thoại là thoại nha. Chúng ta không học như thế, đúng không? Mà chúng ta học qua các giác quan. Ok, chính bởi vậy các bạn hoàn toàn có thể tự sáng tạo ra cái phương pháp của mình dựa trên cái giác quan mà mình mạnh nhất. Bạn nào mà mạnh về nhìn, về tưởng tượng đó, thì các bạn ấy thường xuyên là hay mơ mộng, hay tưởng tượng, hay nghĩ về cái này, nghĩ về cái kia, và họ học rất tốt bằng hình ảnh. Đấy, và khi học cái gì họ phải nhìn cái đó thì họ mới nhớ được nó. Đó, ví dụ như những cái bạn này là những cái bạn mà ngồi trong lớp ấy, thường sẽ nhìn lên bảng rất là nhiều, chăm chú nhìn lên bảng luôn, bởi vì là họ thậm chí có thể chụp lại được hình cái bảng, trong cái bảng đấy nó đang viết cái gì đó. Hay là họ rất là giỏi về việc ghi nhớ bằng hình ảnh, có thể nhớ được mặt người, mặc dù có thể là tên người không nhớ nhưng mà nhớ được mặt người đó. Hay là họ tức là ví dụ khi mà ai đó chỉ đường cho họ, mà cái người đấy là giơ tay để đi thẳng cháu nha, xong rồi rẽ phải này, rẽ trái này, đấy xong đi thẳng này, đó thì họ sẽ nhớ. Còn ok, để cô chỉ đường cho em nhá, em đi thẳng, rẽ phải, rẽ trái, rẽ phải, rẽ trái, đó. Tức là họ chỉ nghe câu nói không hình dung là được. Còn cái người đấy cứ tay lợn như này là người ta sẽ hình dung là được. Ok, đó là những người thiên về mắt, về hình ảnh, nói chung là về mắt và hình ảnh. Ok, còn cái loại người thứ hai là những người thiên về gì? Về nghe, về âm thanh. Họ rất thích nghe nhạc, thích hát theo. Họ khi mà nghe giảng, họ nghe rất là chăm chú luôn. Bởi vì họ không muốn là bỏ lỡ bất kỳ cái từ nào, câu nào mà cô giáo nói. Và cô giáo nói thì càng rõ ràng, càng logic thì họ càng thích. Và hướng dẫn càng tận tình, càng chi tiết thì họ càng thích. Đó, thì đấy là những người thiên về nghe nhiều hơn. Và cô thì theo trắc nghiệm thì cô là thiên về mắt nhiều hơn, nhưng mà tai của cô cũng chỉ số rất là cao. Có nghĩa là tai cũng học rất là tốt, và mắt hình ảnh học cũng rất là tốt. Đấy, còn cái thứ ba đó là học bằng vận động. Thì vận động có nghĩa là sao? Chính là những cái đứa ngồi trong lớp không bao giờ ngồi im được ấy. À, những đứa mà chưa ra ngọ nguậy nói chuyện với bạn trên, bạn dưới, bạn xung quanh ấy. Đó, thì đấy là những đứa mà học vận động. Có nghĩa là nó thừa năng lượng, nó không thể nào mà ngồi im được. Và những đứa đấy mà cho nó nhảy nhót, nó nói chuyện, nó tương tác, nó thảo luận với người khác thì nó sẽ học rất là tốt. Đó, hay là những đứa mà cảm xúc. Đấy, có nghĩa là nó thường bộc lộ cảm xúc, nó thường là những người có cảm xúc cao. Đó, thì đấy là những người mà học bằng cảm xúc. Ok, vậy thì ấy,
Hay quá, cảm ơn cô ạ. Ok, cảm ơn Tuấn nha. Xin chào Ngọc Sky. Rồi, đấy. Ok, tiếp nha. Vậy thì ấy, ví dụ như như cô là một người mà dùng hình ảnh học nhiều, thì khi học một từ vựng, cô sẽ tưởng tượng cái từ đó ra, dùng âm thanh và hình ảnh tưởng tượng cái từ đó ra. Còn hầu hết chúng ta học từ kite là chúng ta cứ như kiểu tụng kinh ấy. Kite, 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 diều diều, kite, diều diều, diều, kite, 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 diều diều. Đấy, tức là chúng ta kiểu như là chả biết được cái kite, cái diều nó hình thù như nào, mình chỉ biết là viết là K-I-T-E thì nó đọc là kite và nó là cái diều. Đấy, và mình không hình dung được ra cái gì cả, thì chúng ta sẽ gần như là quên nó rất là nhanh. Còn não người nhìn chung ấy, kể cả là bạn mạnh về nghe hay bạn mạnh về cảm nhận vận động, thì chúng ta vẫn dùng cái giác quan là mắt rất 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 là nhiều, phần trăm nó cũng rất là cao. Cho nên hầu hết cứ là con người thì chúng ta thích những câu chuyện, thích những hình ảnh, thích những cái gì đẹp, những cái gì bắt mắt. Đó, đó là lý do vì sao khi các bạn học từ vựng ấy, hãy hình dung ra, hình dung nó ra. Thậm chí là hình dung cái tình huống mà có cái từ vựng đấy. Đó là do vì sao mà chúng ta học qua từ qua câu chuyện thì nó rất là dễ nhớ. Đấy, ví dụ như các bạn có thậm chí có thể kể lại cái câu chuyện vừa nãy cô kể đúng không? Anh chàng Carlos mua một chiếc xe mới nào. Carlos buys a new car. Mua chiếc xe mới đúng không? It's a very expensive car. Đó là một chiếc xe rất là đắt. Rồi, và it's a huge, một cái xe rất là to. Blue là chỉ lên bầu trời đúng không? Đấy, là mặt trời xanh, bầu trời xanh. Blue and fast car. Đó, một xe chạy rất là nhanh. Đó, thì đấy là cái mà chúng ta dùng vận động. Đấy, và dùng hình ảnh để chúng ta hình tượng hóa cái từ vựng và cái câu chuyện mà chúng ta học nên. Ok, đó thì đấy là cái dành cho người về hình ảnh và tưởng tượng. Rồi, cái phương pháp mà ngày xưa cô nghĩ ra và hình dung ra, bởi vì là cô cảm mạnh về nghe nữa mà, và cô rất là thích nghe, và đôi khi mình không có nhiều quá nhiều thời gian để mình tưởng tượng suy nghĩ lung tung đúng không, thì mình chỉ có rảnh tai thôi và mình nghe, kể cả lúc mình đang đi trên đường này, kể cả lúc mình đang ngồi trong nhà vệ sinh này, kể cả lúc mình đang tắm giặt nấu cơm cất nhà các kiểu đó, thì não vẫn tập trung vào giặt quần áo, não vẫn tập trung vào nấu ăn, nhưng tai thì để làm gì? Tai chả để làm gì cả. Tại sao chúng ta không cho nó nghe? Đó, thì cô học từ vựng như này. Cái hồi đấy ấy, là cô bị bắt buộc, tức là có một cái sự việc, nói chung là kể ra thì nó dài dòng, nhưng tóm lại là cô bị bắt buộc phải học khoảng 50 từ vựng trong khoảng đâu đó, có nghĩa là một buổi sáng thôi. Đấy, một buổi sáng là mình phải học được 50 từ vựng đấy để buổi chiều mình dùng nó rồi. Thế là chết chết rồi, mà buổi sáng có phải mình rảnh đâu, có phải ở nhà mình ngồi học được đâu, phải làm nào bây giờ? Thế là cô nghĩ ra một cách là gì các bạn biết đâu, dùng tai này, dùng cái số 2 này, chính xác đó là cô tự đọc và ghi âm những cái từ đó vào điện thoại đó. Ví dụ, tức là hồi đấy thì mình chỉ làm một cách nó rất là đơn giản thôi, đó là ví dụ như là từ kite, cái diều, rồi thì rent, cho thuê, bla bla bla. Bởi vì là trình độ của cô cao hơn rồi, và cô chỉ cần từ vựng là cô có thể lắp và nói được bất kỳ một cái tình huống nào rồi. Còn đối với bạn, hầu hết những cái bạn nào mà mới bắt đầu mất gốc ấy, một câu đặt không nổi luôn, nói ra một câu đơn giản thôi cũng phải ấp úng ấy, thì chúng ta sẽ cần phải có cả câu đấy. Nhưng mà với trường hợp đấy của cô thì hồi đấy là cô không cần phải những cái đó nữa, thì cô chỉ mỗi từ không thôi. Thế là cô đọc một list như thế 50 từ. Đấy, và sau đó các bạn làm gì? Cô làm gì các bạn biết không? Thế là cô cắm tai nghe thôi, nghe, làm gì cũng nghe. Đấy, và cứ tự mình nghe tất cả những từ đấy, 50 từ liên tiếp đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại. Trông thế thôi nhưng mà 50 từ đọc cũng khá là nhanh. Đâu đó chắc mất tầm khoảng, cô không nhớ chính xác, thì tầm khoảng 10-15 phút gì đó. Đấy, cứ 10-15 phút là nó lại lặp lại một lần. Thế là trong một tiếng là mình đã nghe được 4 lần rồi.
trong 10 tiếng, trong 5 tiếng là mình đã nghe được 20 lần rồi. Đấy, và kết hợp với cái việc là cô hình dung ra hình ảnh. Đấy, ví dụ như là rent, đó là cho thuê đúng không? Thì gọi hình dung là có một cái bà gọi là bà landlord, là bà chủ nhà rất là khó tính, nhưng mà bà đấy là cho thuê rất là rẻ. Đấy, và cô đã hình dung cái hình ảnh đó là bà ấy mặc rất là câu có, nhưng bà ấy đưa cái chìa khóa phòng rất là đẹp mà rất là rẻ cho mình. Đấy, nhưng mình vẫn cảm thấy rất là happy, rất là hạnh phúc, sung sướng cầm cái chìa khóa đấy. Rent, rent, đó, thuê, đúng không? Đó, thì đấy là cô hình dung ra các từ để mình có thể là ghi nhớ nó tốt hơn. Đấy, tức là chúng ta có thể kết hợp nhiều kỹ năng một lúc, ok? Nhiều cái cách học một lúc chứ không chỉ là một. Nếu mà một thì nó giống như là mình chạy một chân thôi, và nếu mình kết hợp cả ba giác quan thì nó sẽ giống như là kiềng ba chân, nó rất là vững chắc và các bạn có thể ghi nhớ rất là sâu và lâu, ok? Đó, thì cô ứng dụng cả hai cái như thế. Còn cái thứ ba đó là liên quan đến vận động. Những bạn nào mà mình cảm thấy là mình rất là thích vận động thì các bạn học từ mới ấy, các bạn hãy dùng body language của mình. Đấy, ví dụ như các bạn nói là colors by the new car, mua một chiếc xe mới đúng không? Thì chúng ta hãy dùng body language của mình thể hiện nó ra bằng hành động. Vì sao? Cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta ghi nhớ được ít nhất là 5 lần nhanh hơn so với bình thường. Đó là bởi vì khi các bạn làm hành động, các bạn sẽ cảm thấy rất là gì? Yeah, yeah, yeah. Rất là hưng phấn và hứng thú, không bị buồn ngủ nữa. Cái thứ hai đó là các bạn sẽ có học bằng hình ảnh luôn, tự hình dung ra luôn. À, đây là xe đúng không? Đó, buy này, mua này, new car này, xe mới này. Đó, thì chúng ta học bằng hình ảnh luôn, ghi nhớ cái từ vựng bằng hình ảnh luôn. Đó, và cái lý do thứ ba đó là khi mà các bạn dùng cái như thế này này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều năng lượng và có rất nhiều cảm xúc. Đấy, và con người học bằng cảm xúc, đúng không ạ? Và khi có cảm xúc chúng ta ghi nhớ rất là lâu. Đấy, cho nên là cái phương pháp này sẽ giúp cho các bạn học bằng hành động, learn by action. Và trong khóa về phát âm thì cô sẽ truyền cho các bạn tất cả các bí kíp để chúng ta có thể nói được tiếng Anh rất là hay với ngữ điệu Anh hay là Anh Mỹ, chứ không phải là ngữ điệu của Anh Việt. Hello everyone, my name is Trang nữa, mà là hello everyone, my name is Trang and I'm 28 years old and I come from Nam Định. Who's from Nam Định? Raise your hand. And I graduated from the University of Languages and International Studies. My major was English Teacher Education. Ok, đó, chúng ta sẽ uốn lượn mà nói một cách rất là tự tin. Mình thở ra câu nào là mình biết là mình nói đúng và nói hay, chứ không phải là mông lung, không biết là mình nói có đứa nào hiểu gì không nữa. Ok, đó, thì đấy là về khóa phát âm level 1. Còn khóa level 2 là sẽ nâng các bạn lên một tầm cao mới. Đó nghĩa là mình không chỉ những phát âm đúng, phát âm hay, mà mình còn nói câu nó đúng nữa cơ. Và có các cái chủ đề giao tiếp, mình giao tiếp được trong những cái chủ đề đấy một cách rất là thoải mái, tự tin, và các câu nói của mình nói ra nó đúng mà mình nói một cách thoải mái. Ok, đó, thì cái khóa học này các bạn tham khảo link đăng ký, và nhớ là trong ngày hôm nay thì nó đang giá đang cực kỳ ưu đãi, bởi vì là cái giá bán sớm khóa học của chúng ta sẽ diễn ra trong thời gian tới, và level 1 sẽ là tầm 25 tháng 9. Đấy, nhưng mà các bạn đăng ký ngày hôm nay rất là nhanh nhá, bởi vì số lượng có hạn và sẽ có thể tăng giá bất cứ lúc nào, có thể là ngày mai luôn. Đó, và khóa học nó chỉ có vài trăm nghìn thôi, nhưng mà nó đáng giá gấp 10 lần như thế, bởi vì chúng ta được học trực tiếp, chúng ta được sửa trực tiếp và chúng ta được học rất là kỹ, chứ không phải là 5-10 phút qua các cái video như các bạn thử xem. Ok, rồi, so đó, thì đấy là cái cách học cực kỳ hay, các bạn tự sáng tạo ra cái cách học của riêng mình. Có bạn nào thử sáng tạo ra chưa nào? Các bạn tự tìm ra cái điểm mạnh của bản thân và mình sáng tạo ra. Nếu bạn nào sáng tạo được thì inbox cho cô nhá, cô có thể giúp bạn gọi là revise, có nghĩa là
làm tốt hơn cái phương pháp đó của mình. Ok. Rồi, và một cái điều nữa dành cho các bạn đấy là khi mà chúng ta học từ vựng ấy, hãy viết vào sổ và chuẩn bị những cuốn sổ nó xinh xắn đáng yêu như thế này. Đó. Hay là đơn giản chỉ như này thôi. Hay là những quyển như thế này. Ok. Đó, hay là đơn giản là những quyển nó như thế này thế này. Đó, chuẩn bị những quyển sổ mà xinh xắn đáng yêu thì chúng ta sẽ thích mở ra để mà học, đúng không? Và chúng ta có thể mang nó đi bất kỳ nơi đâu mà bạn muốn. Và chúng ta nên ghi theo ngày, ví dụ như là các bạn ghi day 1, ngày 1 mình học những từ nào hay là mình học câu nào hay mình học đoạn văn hay mình học câu chuyện nào, mình có thể chép lại cái câu chuyện đó. Đấy, gạch chân những từ, những cái cấu trúc mà mình cần phải học. Đó, và mình nếu như tốt nhất các bạn có thể retell the story, là chúng ta kể lại cái câu chuyện đấy. Thì tự nhiên kể lại phát là mình nhớ luôn cả đống từ vựng luôn à. Thậm chí là có khi là nhiều hơn cả 50 từ, rất là nhiều luôn. Đó, thì đấy là một cái phương pháp học mình có thể nói là một trong những cách hiệu quả nhất để các bạn có thể học rất nhiều từ vựng mà mình lại học một cách có hứng thú và học nhớ rất là lâu. Ok, rồi. Và với cái sổ này các bạn có thể là ôn theo phương pháp đó là 10, 1, 3, 10. Ok, ôn lại từ vựng. Và ghi nhớ là đừng bao giờ mình nghĩ là mình học một lần xong mình ghi nhớ cả đời nhé. Không có chuyện đấy đâu, không có chuyện đấy đâu. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì nó giống như là chúng ta đã gặp hàng nghìn người trong cuộc đời của chúng ta, nhưng không phải ai chúng ta cũng nhớ. Thậm chí có những người gặp xong rồi hôm sau gặp lại vẫn chả nhớ là mình đã từng gặp người đấy luôn. Đó, cho nên là từ vựng cũng vậy. Chúng ta học gặp hàng nghìn, hàng chục nghìn từ vựng tiếng Anh trong cuộc đời của chúng ta, nhưng không phải từ nào chúng ta cũng nhớ. Bởi vì là nếu như chúng ta không biết cách học thì không thể nhớ được. Và chính bởi vậy chúng ta cần phải gặp lại người đó vài lần và gặp lại cái từ vựng đó vài lần, đúng không? Thì chúng ta mới nhớ được nó. Thì cái phương pháp ôn 10, 1, 3, 10 là như nào? Sau khi chúng ta viết cái câu chuyện đó ra, cửa sổ xinh xắn của chúng ta, đó, thì khoảng 10 tiếng sau, tất nhiên cái này nó là gọi là roughly, có nghĩa là nó tương đương như thế thôi nha, không cần phải quá là chuẩn xác, đặc biệt là cái số giờ này này. Đấy, nhưng mà khoảng 10 giờ sau, chúng ta lại lôi cửa sổ xinh xắn đáng yêu của mình ra, xong rồi mình đọc lại câu chuyện đấy, mình ôn cái từ vựng lại một lần nữa. Rồi, sau đó là một ngày, sau một ngày, tức là ngày hôm sau, chúng ta lại mở ra đọc lại cái câu chuyện đó một lần nữa. Xong sau đó là 3 ngày sau, chúng ta lại mở cái câu chuyện của day 1, của ngày 1 ra, để xem lại một lần nữa. Đó, và day 10, ngày thứ 10, chúng ta lại mở cái câu chuyện của ngày 1 ra và chúng ta ôn lại một lần nữa. Ok, đó, thì với những cái 4 lần ôn như thế này thì chắc chắn là cái câu chuyện đấy nó sẽ nằm chắc ở trong trí nhớ dài hạn của chúng ta và chúng ta có thể dùng được nó không chỉ là từ vựng mà là dùng được cả câu, dùng được cả cái câu chuyện đấy luôn. Ok, rồi, thì đấy là một vài cái chia sẻ của cô về cái cách làm thế nào để có thể nhớ 50 từ vựng thật là sâu và lâu của chúng ta, và thực sự mà nói nó vô cùng hiệu quả các bạn. Cô đến tận bây giờ mặc dù là có thể giao tiếp rất là ngon lành, thậm chí là đi phiên dịch cho hàng nghìn người được rồi, nhưng mà hàng ngày cô vẫn học tiếng Anh, vẫn đọc các bài báo tiếng Anh. Đó, thì đấy chính là cách như này luôn. Chính là cái cách mà chúng ta học thông qua các bài đọc, thông qua câu chuyện, đọc hàng ngày luôn. Và cô có những cái trang web nó gọi là favorite websites, những cái trang web mà là gì nhỉ, yêu thích của mình. Đấy, là mình đọc bài ở trên đó mỗi ngày. Và cô dùng cái tài liệu là Cốc Cốc, à quên, trình duyệt Cốc Cốc. Thế cái trình duyệt này, đó là khi mà mình mở một cái trang tiếng Anh lên ấy, chúng ta có từ mới nào chúng ta chỉ cần kích đúp hai phát là nó sẽ tự hiện ra tiếng Việt. Đó, thì bạn nào mà hay đọc các bài báo tiếng Anh ở trên các website tiếng Anh thì các bạn sẽ biết được cái công dụng này. Ok,
Rồi, thì có thể có rất là nhiều những cái cách học từ vựng khác thì cô sẽ chia sẻ cho các bạn thêm có thể trong những cái livestream sau. Đó, còn hôm nay thì chúng ta dừng lại ở đây nhá.